Sau trận đấu này thì khi các bạn thấy chúng tôi phải rút Xuân Mạnh với là Ola ra vì hai cầu thủ đấy là đã có hai thẻ vàng rồi, chúng tôi phải chấp nhận trận thua này để rút Ola khi đang vào hiệp hai rút ra để chuẩn bị cho trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh là trận đấu quan trọng nhất. Thật sự tôi rất là đau đầu về hàng phòng ngự. Thật sự là hàng phòng ngự qua các trận đấu lỗi cá nhân và lỗi hệ thống rất là nhiều. Tôi phải vượt qua được cái áp lực này để chỉnh sửa lại hàng phòng ngự. Cái thứ hai nữa là từ giữa các trận đấu, ngoài cái bản thân tôi cũng các cầu thủ phải vượt qua được cái áp lực tranh chiến thắng cho các trận sắp tới, phải đá nỗ lực hết mình. Khi chúng tôi thua một bàn trong cái sáng hiệp hai vì hàng phòng ngự sai số nhiều quá thì thua, đến đằng kia là có thể là triển khai thứ hai là các cầu thủ của đội Sông Lam thì hầu như các cầu thủ trẻ nên các đường triển khai lên là chưa tốt lắm, và đặc biệt là đội Viettel họ có một số cầu thủ rất là tốt và khi về phòng ngự số đông thì họ hoàn đổi vị trí tốt. Anh muốn nói gì với các cổ động viên? Thật lòng thì bản thân tôi cũng như ban huấn luyện và các cầu thủ thì qua các cái trận đấu vừa qua thì chưa hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cho các trận đấu. Thật lòng mà nói thì cái vấn đề này là cũng rất là đau lòng cho khán giả Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi hứa sẽ làm quyết tâm từng trận đấu một sẽ làm tốt hơn trong các trận đấu tới. Xin mời các bạn thêm một câu hỏi nữa. Mình có cái kế hoạch là thay đổi ngoại binh như thế nào chưa? Chắc chúng tôi sẽ có kế hoạch sau trận đấu này, tôi sẽ có kế hoạch sau, tôi sẽ thông báo.